Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay, như các bạn đang thấy trên tay tôi đây, chính là một chiếc đồng hồ Omega Speedmaster phiên bản Broad Arrow. Đó, như các bạn đang thấy, đặc trưng của cái dòng đồng hồ này đó chính là cái cây kim giờ hình mũi tên. Đó, rất là đẹp đúng không các bạn? Đầu tiên, khi đi về tổng thể của chiếc đồng hồ này thì có lớp vỏ được làm hoàn toàn từ vàng hồng nguyên khối. Đó, như các bạn đang thấy, nên là trọng lượng rất là nặng. Đó, rất là nặng. Chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 42mm và dây 13,9mm. Đó, cùng dây đeo bằng vàng. Đây các bạn có thể thấy khá là ôm tay, thiết kế ôm tay. Giá này là giá Speedmaster mà tôi thấy rất là đẹp và khá là phù hợp với những người đàn ông có cổ tay từ 16 đến 17 cm. Độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này thì tôi đánh giá khá là cao, với việc dây được mài xước ở dọc giữa của các cái mắt dây thì được đánh bóng đó, và mài xước hoàn toàn ở phần khóa này. Đó, như các bạn đang thấy đó. Còn về mặt số đồng hồ thì vành bezel của đồng hồ được làm bằng vàng, trên đó thì có các cái có chức năng tachymeter như bạn đang thấy đây. Thân đồng hồ thì được mài xước kết hợp với đánh bóng đó. Và sau đồng hồ, đáy của đồng hồ thì chính là được đánh bóng rất là tỉ mỉ cùng các cái thông số kỹ thuật khác đó. Và với cái dáng vẻ và như chúng ta đã thấy là rất là đặc trưng của Speedmaster, với ba núm bấm chronograph thể thao đó, dáng tay càng này, mặt số này, cũng như là vành bezel, thì chiếc đồng hồ này đã ăn sâu vào tiềm thức của những người dân, nhất là những người dân Việt Nam của chúng ta. Đó, đấy là về ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Sau đây thì tôi sẽ mở khóa chiếc đồng hồ này ra cho các bạn xem. Đó, rất là bóng bẩy đúng không ạ? Đáy của chiếc đồng hồ này thì có ghi một số thông tin như là Omega, Baud, Euro, Core ISO, chống nước 100m, tương đương với 330 feet. Đó, ngoài ra thì còn có một số cái triện như là triện đầu chó, triện cái cân, để nói lên cái, nó là thông số về chất liệu vàng cũng như là tuổi vàng của chiếc đồng hồ này. Đó. Tiếp đến thì chúng ta đi đến phần mặt số. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì là màu đen, nên là chúng ta có thể nhìn được đồng hồ nó sâu hơn, kết hợp cùng các cọc số này, logo này, các bộ kim màu vàng, thế nên lại càng nổi hơn trên cái mặt số màu đen, gọi là nền đó. Đó, tiếp đến thì ở góc 12 giờ thì là có logo Omega, chữ Omega, dòng chữ màu trắng Speedmaster và số 1957. Thì đây là cái thời gian đầu tiên mà cái bộ sưu tập Omega Speedmaster được ra đời đó. Tiếp đến là các cái cọc số đều được làm bằng vàng và đặt nổi lên trên mặt số đồng hồ đó. Ô lịch thì ở góc 6 giờ. Các cái mặt số phụ thì ở góc 9 giờ chính là kim dây. Góc 3 giờ chính là bộ đếm lên đến 30 phút và góc 6 giờ chính là bộ đếm 12 tiếng. Đó, bây giờ tôi sẽ bấm giờ cho các bạn xem. Đó, rất là nhẹ nhàng vì cỗ máy này là có một cái bộ là bộ column wheel hay là bánh xe cột đấy. Đó, thì làm cái chức năng này nó chúng ta sử dụng nó rất là thích. Và một cái điểm thú vị đó chính là cái dòng đồng hồ Speedmaster đầu tiên với cái mã rep là 2915 được biết đến với cái tên là Broad Arrow. Sở hữu một số cái điểm nổi bật tạo nên đặc trưng của cái dòng đồng hồ này, đó chính là ba cái mặt số phụ chronograph, độ tương phản cao giữa mặt số với cái màu mặt số với các cọc số. Tiếp đến đó chính là kim giờ hình mũi tên, kính vòm. Đấy, cái kính lôi hẳn lên như bạn đang thấy đây. Đó, mặt số đồng hồ này là một ví dụ rất là hoàn hảo cho cái tỷ lệ và độ cân bằng tuyệt vời của Omega.
Phiên bản này đã sở hữu cái càng nối dây thẳng này, kim đồng hồ dáng mũi tên và vành bezel được làm từ vàng chạm khắc đen. Đó. Cái cỗ máy đầu tiên dành cho những cái phiên bản khởi thủy của Broad Arrow sử dụng cỗ máy Caliber 321 được ra mắt vào những năm 1942. Thì Caliber 321 này đó chính là một cái dự án giữa Omega và Le Mangnia. Và cái Le Mangnia là một cái công ty con của Omega vào cái thời điểm bấy giờ. Cái Caliber 321 thì được cái công nhận như một trong những cái cỗ máy đồng hồ tốt nhất, đặc biệt về phần khớp ngang và bánh xe cột điều khiển chronograph. Bộ máy này thì được sử dụng chung với những cỗ máy nền với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Breguet, Patek Philippe hay là Vacheron Constantin trong nhiều loại đồng hồ chronograph. Đó là một số cái thông tin về dòng Broad Arrow mà tôi muốn giới thiệu tới các bạn. Đó. Và tiếp đến thì đó chính là cái cỗ máy. Chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây sử dụng cỗ máy tự động 3313 với cái chứng nhận COSC đương nhiên rồi. Và bộ thoát co ISO nổi tiếng của Jacques Daniel. Đó, bộ thoát làm nên thành công của Omega ngày hôm nay. Đó. Và cái cơ cấu hồi co ISO thì đã được tôi giới thiệu ở những video trước đây. Thì tôi tạm thời cái video này tôi sẽ không nói tới, mà tôi chỉ đề cập qua về cái bộ máy này thôi. Đó, như các bạn đang thấy, cái bộ máy này thì cũng được làm khá là tỉ mỉ với 37 chân kính, năng lượng chữ cot lên tới 52 giờ. Đó. Đây, một số cái thông số khác như là căn chỉnh ở 5 vị trí. Đây. Cỗ máy được dập dấu ở đây 3313. Mã số máy đây. Giá hãng của chiếc đồng hồ này thì khá là đắt tiền. Tôi nghĩ là vậy. 29.500 USD. Và giá giao dịch thị trường một chiếc đã qua sử dụng tham khảo Chrono 24 đó là hơn 20.000 đô. Và bây giờ sau đây tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này để cho các bạn có thể tham khảo được. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, có chu vi là 16,7 cm. Đó, tôi lên tay để cho các bạn xem.